Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Thế giới đang chao đảo, quân nổi dậy Syria chớp thời cơ vùng dậy sau 8 năm. Ông Nana Hawat, nhà phân tích cấp cao về Syria tại Tổ chức Nghiên cứu Nhóm Khủng hoảng Quốc tế ICG ở Bỉ cho biết, quân nổi dậy Syria đã nhận thấy cơ hội mới khi lực lượng Hezbollah ở Lebanon hứng chịu nhiều tổn thất trong cuộc đối đầu với Israel, trong khi Iran chịu nhiều áp lực và Nga đang bận rộn với chiến dịch ở Ukraine. Lực lượng nổi dậy nhìn thấy sự thay đổi về quyền lực. Theo đài CNN, Iran và Nga hỗ trợ lực lượng và vũ khí trong hơn một thập kỷ để giúp Tổng thống Bashar al-Assad duy trì quyền lực. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hậu thuẫn các nhóm quân nổi dậy Syria, thậm chí triển khai lực lượng để duy trì quyền kiểm soát các thành trì do quân nổi dậy nắm giữ ở miền Bắc Syria. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã trở thành mục tiêu của quân đội Israel trong những năm qua. Trong đó có cuộc tập kích khu vực sứ quán Iran tại thành phố Damascus vào tháng 4 năm nay khiến một chỉ huy cấp cao thiệt mạng. Diễn biến này khiến Iran lần đầu phát động cuộc không kích trực diện vào lãnh thổ Israel. Hezbollah, nhóm vũ trang Hezbollah thân Iran từng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ông al-Assad giành lại lãnh thổ đã mất vào tay các nhóm dân quân và quân nổi dậy. Trong năm qua, lực lượng Hezbollah chuyển trọng tâm vào đối phó Israel và giúp bớt quân từ Syria về Lebanon, giữa lúc Tổng thống al-Assad ngày càng xích lại gần các quốc gia Ả Rập và ít tham gia hơn vào trục kháng chiến của Iran. Theo nhà phân tích Hawat, từ đó Israel khiến lực lượng Hezbollah chịu tổn thất lớn ở Lebanon, tiêu diệt thủ lĩnh lâu năm Hassan Nasrallah và loại bỏ nhiều nhân vật cấp cao của nhóm này. Vào tháng 9, Israel phát động cuộc tấn công toàn diện vào các mục tiêu Hezbollah trên khắp Lebanon, khiến nhóm này hứng chịu nhiều thiệt hại về nhân lực và khí tài. Ông Hawat nêu rõ, mục tiêu của Hezbollah là có sự hiện diện rõ rệt ở Syria, nhưng mục tiêu này nhạt dần trong năm qua do việc rút quân, đặc biệt là sau khi Israel leo thang xung đột ở Lebanon. Trong khi đó, theo tờ Wall Street Journal, cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, không chỉ các đồng minh của ông al-Assad, Nga và Iran đang phải chịu nhiều áp lực. Đây còn là giai đoạn chuyển giao quyền lực ở Mỹ. Ông Donald Trump không lâu nữa sẽ có nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Trước đây, ông Trump từng áp đặt chính sách gây áp lực tối đa lên Iran và phát động cuộc không kích nhắm vào các tài sản quân sự của chính quyền Syria. Bà Darren Khalifa, cố vấn cấp cao tại ICG, đánh giá rằng những động thái chính trị toàn cầu đã đóng vai trò lớn trong quyết định phát động cuộc tấn công của quân nổi dậy Syria. Bà Khalifa nói, ở một khía cạnh nào đó, đây là một cơn bão hoàn hảo. Nếu không phải bây giờ thì khi nào? Họ đã suy tính nhiều về chuyện này và cố xem có bất kỳ cơ hội nào thăm dò xung quanh cũng như tìm cách nắm được các điểm yếu của chính quyền của ông al-Assad. Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố đánh bại những kẻ nổi dậy đang tiến quân ở Bắc Syria. Tổng thống Assad nói thêm rằng Syria có khả năng với sự giúp đỡ của các đồng minh và bạn bè sẽ đánh bại và tiêu diệt chúng bất kể cuộc tấn công nào dù dữ dội đến đâu. Quân nổi dậy Hayat Tahrir al-Sham, HTS, trước đây gọi là Jashat al-Nura, và một nhóm dân quân đồng minh đã tấn công lãnh thổ do chính phủ kiểm soát ở miền Bắc Syria ngày 27 tháng 11. Hành động bất ngờ này đã phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập vào năm 2020. Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố đánh bại những kẻ nổi dậy đang tiến quân ở Bắc Syria, bất kể các cuộc tấn công của chúng dữ dội đến mức nào. Tuyên bố được Tổng thống Syria đưa ra khi quân đội nước này chuẩn bị bảo vệ thành phố Hama khỏi lực lượng đối lập. Tối ngày 29 tháng 11, HTS đã tiến vào thành phố Aleppo,
nơi mà chính phủ Syria kiểm soát từ năm 2016. Cuộc tấn công của HTS, số lượng lớn máy bay không người lái UAV và hàng chục quân nhân quân đội Syria đã thiệt mạng khi bảo vệ Aleppo. Giới chức Syria cho biết hôm 30 tháng 11, lực lượng chính phủ Syria cho biết đã thành công trong việc ngăn chặn việc mất hoàn toàn Aleppo và đã rút khỏi thành phố để chuẩn bị phản công. Theo các báo cáo chưa được xác nhận trên mạng xã hội, lực lượng Syria đã bắt đầu đến thành phố Hama cách Aleppo khoảng 80 km về phía nam để chuẩn bị cho cuộc phản công. RT mô tả các cuộc đụng độ lẻ tẻ đã nổ ra ở ngoại ô Hama khi các thành viên HTS tiến vào thành phố hôm 30 tháng 11. Theo các nhóm tin tức Telegram ủng hộ lẫn phản đối Tổng thống Assad, các cố vấn quân sự và tình nguyện viên Iran đã đến Hama để hỗ trợ quân đội Syria. Văn phòng của nhà lãnh đạo Syria cho hay Tổng thống UAE Sheikh Mohammed nói với Assad rằng UAE sát cánh cùng nhà nước Syria và hỗ trợ họ trong cuộc chiến và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định. Iran đã tuyên bố sẽ đưa ra phản ứng nghiêm khắc đối với HTS sau khi nhóm này tấn công lãnh sự quán Tehran ở Aleppo, khiến tướng Kiyuma Bursasimi của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Nga, quốc gia duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria kể từ năm 2015, đã tiến hành các cuộc không kích khiến khoảng 600 thành viên HTS thiệt mạng kể từ hôm 28 tháng 11. Theo đại tá Oleg Inastut, phó giám đốc Trung tâm Hòa giải Syria của Nga. Israel tuyên bố sẵn sàng cao độ chờ đòn đáp trả của Iran. Trước chiến sự căng thẳng, Israel đang sẵn sàng cao độ trước khả năng Iran đáp trả cuộc không kích của nước này vào tuần vừa rồi, theo một nguồn tin quân sự của CNN ngày 1 tháng 11. Trước đó, không quân Israel đã tấn công các hệ thống phòng không và các sở radar khắp Iran hôm ngày 26 tháng 10 nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel ngày 1 tháng 10. Các nhà lãnh đạo Iran sau đó đe dọa thực hiện hành động trả đũa vụ việc. Dù vậy, nguồn tin quân sự cho CNN biết cuộc tấn công mới của Israel khiến Iran lâm vào thế khó vì chúng làm giảm sức tấn công Tel Aviv của Tehran cũng như làm suy yếu khả năng phòng thủ của Iran trước phản ứng trả đũa tiềm tàng tiếp theo từ Israel. Trong khi đó, các quan chức cấp cao Israel và các trợ lý hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc gặp nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Theo đài Channel 12, hôm ngày 31 tháng 10, Israel đang tìm kiếm cam kết từ Mỹ, theo đó cho phép Israel tự do hành động để đáp trả vi phạm thỏa thuận ngừng bắn từ lực lượng Hezbollah. Một nội dung thảo luận khác là các sáng kiến mới nhằm đảm bảo việc nhóm vũ trang Hamas thả các con tin ngay lập tức. Đại diện của Mỹ tại các cuộc gặp trên là đặc phái viên Amos Hochstein và đặc phái viên về Trung Đông Brett Marcus. Hai ông này đã lần lượt gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer và một số quan chức cấp cao khác của Israel. Các cuộc gặp tập trung vào nỗ lực đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, theo đó cho phép người dân ở cả hai bên của đường xanh trở về nhà an toàn. Đường xanh là đường biên giới tạm thời được Liên Hiệp Quốc xác định vào năm 2000 để đánh dấu ranh giới giữa Lebanon và Israel sau khi Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết nội dung được nhà lãnh đạo này quan tâm là khả năng Israel thực thi thỏa thuận và ngăn chặn mọi mối đe dọa đối với an ninh từ Lebanon. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm ngày 31 tháng 10 tiết lộ Israel và Lebanon đang tiến tới thỏa thuận về những gì cần thiết để thực hiện nghị quyết 1701 của Liên Hiệp Quốc nhằm dẫn đến kết thúc bền vững cuộc xung đột. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết 1701 vào năm 2006 với mục tiêu duy trì hòa bình ở biên giới Lebanon-Israel. Tuy nhiên, các điều khoản về giải đáp Hezbollah và ngăn chặn nhóm này hiện diện gần biên giới Israel đã bị phớt lờ. Mới đây, truyền thông Mỹ cũng cho biết Iran đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel đánh từ Iraq. Trang Axios dẫn hai nguồn thảo tin từ tình báo Israel cho biết Iran có thể tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo và UAV từ lãnh thổ Iraq trong vài ngày tới và có thể hành động trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11.
cuộc tấn công dự kiến được thực hiện từ Iraq bằng cách sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái UAV và tên lửa đạn đạo. Báo cáo cho biết và giải thích rằng sở dĩ buộc Tehran tấn công Tel Aviv thông qua lực lượng dân quân ở Iraq nhằm tránh việc Israel tấn công đáp trả vào các mục tiêu chiến lược ở Iran. Israel và Iran đã thực hiện các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng về phía lãnh thổ của nhau kể từ khi nổ ra xung đột ở dải Gaza hồi tháng 10 năm ngoái. Israel hôm ngày 26 tháng 10 ồ ạt oanh tạc vào Iran để trả đũa việc Tehran đã phóng khoảng 180 tên lửa hướng tới Tel Aviv hôm ngày 1 tháng 10. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hôm đầu tuần tuyên bố Tehran sẽ sử dụng mọi công cụ có sẵn để đáp trả các cuộc không kích của Israel. Trong khi căng thẳng tiếp tục gia tăng với kình địch Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn thực thi bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào ở Lebanon. Vấn đề chính là khả năng và quyết tâm của Israel trong việc thực thi thỏa thuận và ngăn chặn mọi mối đe dọa đối với an ninh của Tel Aviv từ Lebanon. Thủ tướng Netanyahu nói với hai đặc phái viên Mỹ hôm ngày 31 tháng 10, đặc phái viên Brett Margot và Amos Hochschild của Mỹ đã có mặt tại Israel trong nỗ lực mới nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở cả Lebanon và dải Gaza. Thủ tướng Netanyahu cũng nhấn mạnh, ngoài việc đảm bảo an ninh, thì việc đưa những người Israel phải di dời ở miền Bắc trở về nhà là những yếu tố chính của bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Lebanon. Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu diễn ra ngay sau một cuộc tấn công của Hezbollah ở Lebanon vào Metula, miền Bắc Israel. Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm một nông dân Israel và 4 công nhân nước ngoài, trong khi 2 thường dân khác thiệt mạng do trúng mảnh đạn gần thị trấn Kiryat Ata. Trong khi đó, phía Beirut cho biết một loạt các cuộc không kích của Israel đã giết chết 6 nhân viên y tế ở miền nam Lebanon. Reuters dẫn lời cơ quan an ninh Shin Bet và cảnh sát Israel ngày 31 tháng 10 cho biết một cặp vợ chồng người Israel tên Rafael và Lala Goliath, cả hai đều 32 tuổi, đã bị bắt giữ vì thu thập thông tin tình báo về cơ sở hạ tầng quốc gia và các địa điểm an ninh khác, bao gồm trụ sở cơ quan tình báo Mossad, cũng như theo dõi một nữ học giả. Trong đó, Rafael Goliath bị cáo buộc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tại các địa điểm an ninh ở Israel, bao gồm trụ sở cơ quan tình báo Mossad gần Tel Aviv và thu thập thông tin về một nữ học giả làm việc tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, INSS. Vợ chồng Goliath được một người Israel gốc Azerbaijan có tên là Ensan Eltanan Agaev, 56 tuổi, tiếp cận. Rafael còn được giao nhiệm vụ tìm kiếm một sát thủ và được vợ hỗ trợ trong một số nhiệm vụ. Một bản cáo trạng đã được đệ trình chống lại cặp đôi này tại tòa án quận Lod vào ngày 31 tháng 10. Các công tố viên cho biết Rafael đã liên lạc với hai điệp viên Iran kể từ năm 2021. Ông ta nhận được $600 cho mỗi ngày theo dõi nữ học giả INSS và dành nhiều giờ để quay phim, chụp ảnh nhà và xe hơi của cô. Cặp đôi cũng bị cáo buộc chụp ảnh và quay phim lãnh sự quán Moldova tại Tel Aviv, các địa điểm của công ty điện Israel, cảng Haifa, hầm trú bom công cộng ở Tel Aviv, các ngôi mộ của các nạn nhân trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas, đồng thời được cho là đã chụp ảnh các áp phích về những con tin bị giam giữ ở Gaza, dán gần căn cứ quân sự Firia ở Tel Aviv. Theo cáo trạng, cặp đôi này đã nhận được tổng cộng $26,000 từ những người Iran. Giám đốc INSS Tamir Hayman cho rằng, mặc dù INSS là một viện nghiên cứu độc lập, không phải là một phần của cơ quan quốc phòng Israel, nhưng đây là viện nghiên cứu an ninh hàng đầu của nước này và do đó bị Iran nhắm mục tiêu. Theo Shin Bet và cảnh sát Israel, đường dây trên là một phần trong nỗ lực của Iran nhằm tuyển dụng những người có nguồn gốc từ khu vực Caucasus. Công dân Israel đã bị bắt giữ vì làm việc cho các điệp viên tình báo Iran và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thay mặt cho họ, một nguồn tin của Shin Bet nói. Bộ Ngoại giao Iran chưa bình luận về thông tin trên. Lực lượng an ninh Israel cũng tuyên bố họ đã phá hai đường dây gián điệp riêng biệt làm việc cho Iran tại Jerusalem và phía bắc Israel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!